Ngọc Bình mến chào tất cả quý vị các bạn. Vâng, chúc quý vị và các bạn một ngày thật là tuyệt vời, một ngày thật là an lành. Và đặc biệt là nhanh chóng sở hữu cổ phần UT trong thời gian chương trình Celusia. Chương trình này sẽ kết thúc vào ngày mai, ngày 17 tháng 1 năm 2024. Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay thì Ngọc Bình nhận được rất là nhiều câu hỏi từ quý nhà tài trợ vốn cũng như là rất là nhiều người quan tâm về việc đăng nhập vào tài khoản văn phòng cá nhân của chúng ta. Vâng, hiện nay thì quý vị đã biết trên nền tảng quỹ gọi vốn cộng đồng SWC Skyward Community đã thay thế một giao diện vô cùng là tuyệt vời, rất là đẹp mắt. Và tuy nhiên thì có nhiều quý cô chú anh chị, quý vị và các bạn, những nhà đồng sở hữu công nghệ, những nhà tài trợ vốn vào công nghệ UT, chúng ta không biết cách đăng nhập vào tài khoản, hay chúng ta thường được biết đó là văn phòng cá nhân của chúng ta. Thì ngày hôm nay Ngọc Bình sẽ làm video để hướng dẫn quý vị cách đăng nhập trên nền tảng SWC Skyward Community với giao diện mới như thế nào. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết hướng dẫn của Ngọc Bình. Vâng, quý vị các bạn cũng đã biết là chúng ta vào, đầu tiên chúng ta hãy vào Google. Chúng ta hãy gõ Skyway Capital. Quý vị và các bạn cũng biết là Skyway Capital là tên quỹ gọi vốn của chúng ta trước kia, nay đã đổi thương hiệu là Skyward Community. Và sau khi chúng ta gõ Skyway Capital như thế này thì chúng ta hãy vào link đầu tiên cho Ngọc Bình, cũng như bình thường thôi, chúng ta vào link như hàng ngày quý vị vẫn vào Skyway Capital, trang chính thức để đầu tư vào dự án UT. Chúng ta bấm vào đây. Và đây là giao diện mới của Skyward Community, một giao diện rất là thân thiện và cực kỳ là đẹp mắt. Vâng, nhưng tuy nhiên thì quý vị còn đang bỡ ngỡ không biết là chúng ta đăng nhập vào tài khoản hay là chúng ta thường biết đến là văn phòng cá nhân của chúng ta như thế nào, thì quý vị hãy để ý cho Ngọc Bình ở đây. Chúng ta thấy rằng là gì ạ? Ở dưới cùng này chúng ta thấy có chữ tài khoản cá nhân. Chúng ta hãy bấm vào tài khoản cá nhân cho Ngọc Bình. Đây ạ, chúng ta hãy vào phần tài khoản cá nhân. Trước tiên là chúng ta thấy, chúng ta kéo xuống dưới cùng trong thanh công cụ màu trắng này, chúng ta bấm vào chữ tài khoản cá nhân. Vâng, thì ở trên tài khoản cá nhân này chúng ta thấy đã hiện ra đó là form để chúng ta đăng ký cho những nhà tài trợ mới. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta sẽ bỏ qua bước này vì chúng ta đang mong muốn đăng nhập. Thì chúng ta kéo xuống dưới đây, chúng ta hãy bấm vào đăng nhập. Và trên giao diện này thì rất là quen thuộc rồi đúng không quý vị? Thì chúng ta cứ đăng nhập bình thường thôi. Thì Ngọc Bình sẽ đăng nhập một tài khoản để cho chúng ta thấy rằng là có đăng nhập được hay không. Chúng ta điền email, chúng ta điền mật khẩu như bình thường và chúng ta bấm vào đăng nhập. Chúng ta điền email. Dòng đầu chúng ta điền email, dòng thứ hai chúng ta điền mật khẩu như bình thường, chúng ta thường xuyên đăng nhập và sau đó chúng ta sẽ bấm vào chữ đăng nhập ở đây. Và như vậy thưa quý vị là chúng ta đã đăng nhập vào bình thường. Vâng, xin chúc quý vị và các bạn thao tác thành công để chúng ta tiếp tục lan tỏa, chia sẻ giá trị cơ hội nắm giữ cổ phần UT thông qua nền tảng gọi vốn cộng đồng quỹ Skyward Community. Và hiện nay quỹ đã đổi giao diện rất là đẹp, Skyward Community chúng ta thấy đổi giao diện vô cùng đẹp. Vâng, Skyward Community đã đổi một giao diện cực kỳ là thân thiện và rất chuyên nghiệp. Đây là giao diện mới của Skyward Community. Vâng, chúng ta đã được biết là Skyward Community hiện nay đã bước sang năm thứ 9 gây quỹ thành công với dự án công nghệ UT, có mặt ở 195 các quốc gia và có 27 nhóm ngôn ngữ khác nhau và có 650.000 đối tác trên toàn thế giới. Vâng, để chúng ta có thể tìm hiểu nội dung chi tiết trên trang website Skyward Community thì quý vị có thể tự mình chúng ta tìm hiểu và khám phá. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Chúc cho quý vị và các bạn thao tác thành công với đăng nhập mới trên giao diện mới của Skyward Community. Ngọc Bình xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.